tôi ăn. Xe xanh. Mẹ ơi, con đi bắt kèo kèo nha mẹ. Ừ, con đi đi. Dạ. Pháo xanh. Tôi ăn luôn. Tượng. Tướng sĩ Tượng tới. Xe pháo mã một đôi. Sao huynh hên quá vậy? Anh hai, xin xóa dáng này đi được không? Anh em mình giỡn mà, chơi vui mà, đúng không? Vui mà, vui thôi mà. Sao mấy huynh không ai cười với tôi hết vậy? Không có vui, tôi cũng muốn giỡn lắm, nhưng mà ông anh hai của ông kìa, ông có muốn giỡn không? Nói chung cái dáng này á, ông tính là người thắng, cho nên á, ông tính muốn tính sao á thì tính. Tôi thì có gì đâu phải tính. Mấy bữa nay mình thua thằng khờ, mình vẫn chung nó đầy đủ mà. Hôm nay thằng khờ nó thua mình thì nó cũng phải chung mình đầy đủ thôi. Thua thì phải chung, đó là luật chơi từ xưa tới bây giờ. Đúng rồi, có sức chơi thì có sức chịu, đúng không khờ? Nhưng mà anh hai, mình anh nói giỡn mà, đúng không? Anh hai cứ về hoài à. Giả lại tao cũng muốn phụ mày. Hồng ấy, hai vợ chồng mày cứ dọn qua bên đó ở, nhà cửa tao coi giùm cho. Chứ một mình mày, mày không coi được đâu. Có anh, có chị, nó sẽ bớt lộng hành. Mày hiểu không? Tôi thấy ông tính nói đúng. Anh em quy về một mối, đúng không? Gọn. Mình ơi, sao rồi mình? Vừa ý mình hen. Vậy là nguyên cái quán này thuộc về vợ chồng mình đúng không? Mày tin chưa? Mai tao cho người qua dẹp cái quán này, vợ chồng con cái của mày qua bển ở đỡ cho tao. Thấy cái mặt mà thấy ghét à. Mày qua bển đi, rồi mày chết với tao. Sáng mơi, mặt trời chưa lên, ba đứa bay mà không qua bển là tao quánh gãy giò. Nghe chưa? Anh hai ơi, em xin anh xí xóa giúp em dáng này thôi anh hai. Mấy anh nói giúp tôi một tiếng đi nha. Xong hết rồi đúng không? Chúng ta về thôi. Anh hai à. Về mình. Nè Quý Quỳnh à. Nè thôi tôi xin chiếu nói giúp tôi một tiếng đi mà. Nè anh hai.